Chào mừng bạn đến với kênh nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Enfantil. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Enfantil cũng như cách sử dụng thuốc, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần Vitamin D3 Dạng bào chế Dung dịch nhỏ giọt Công dụng Bổ sung vitamin D3 giúp xương và răng chắc khỏe Chỉ định Dùng cho trẻ em còi xương, chậm mọc răng Cách dùng Dùng đường uống Liều dùng Trẻ em uống 0,5 đến 1 ml mỗi ngày hoặc theo chỉ dẫn của bác sĩ. Lắc kỹ trước khi dùng. Trẻ em từ 0 đến 24 tháng tuổi uống 0,5 ml mỗi ngày. Trẻ em trên 24 tháng tuổi uống 1 ml mỗi ngày. Chống chỉ định. Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Lưu ý khi sử dụng. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú tham khảo ý kiến bác sĩ. Nhà sản xuất Sun Life Productions Germany Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về Enfantil, đồng thời biết cách sử dụng Enfantil sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.